Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến với một blog nữa của mình. Và đối với bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình thì mình cũng xin tự giới thiệu, mình là Mr. Ken 679. Trước bạn anh em, đây là con GTS anh em. Cái con này là được nói là một trong những con xe mà sơn lâu nhất trong lịch sử nước nhà mấy bạn. GTS, xe này là của idol mình. Cái con này sơn cho cũng khá lâu ha. Con này nó nằm ở xưởng mình đâu đó cũng khoảng tầm 8 tháng. Đâu? 5 tháng, từ cái lúc mà bắt đầu dịch cho tới lúc bây giờ chuẩn bị hết dịch luôn, chuẩn bị đi giao. Bây giờ hiện tại mình chuẩn bị mình chạy qua bên chỗ anh Phong Hồ để giao, để chuẩn bị chở về chung với con ferry về dưới Vĩnh Long, về dưới Long Xuyên. Con này là mình đã dựa trên cái ý tưởng chủ xe gửi cho mình cái mẫu của cái con Vespa 946, cái bản mà Louis Vuitton á, thì mình sẽ tháp qua cho con GTS. Thì hai cái bản nó khác nhau. Cái con kia là cái form của nó sẽ khác biệt hơn, về mẫu tem, về chữ nghĩa trên xe là y chang nhau hết. Chỉ có khác là khác về cái kiểu dáng, do là cái con kia màu sắc là một nè, rồi mẫu tem là hai, với lại cái con kia cái giá trị nó cao anh em. Cái con kia giá trị nó mấy trăm triệu một chiếc lận, nên là mấy anh em lên là bây giờ nó có sơn đơn giản có một chữ LV thôi là các bạn nhìn nó cũng sang rồi, đúng không? Cái con kia là nó sơn cái bảng đó là bảng kỷ niệm của LV, vừa bóng vừa nhám. Cái mẫu LV giống như trên vậy thì mình chỉ có dựa trên ý tưởng đó là mình thiết kế lại thôi, chứ không có biến tấu được. Tại vì cái form xe này nó khác nhiều, cái form xe kia thì nhìn nó thon gọn, nhìn nó xì tai hơn. Giống như đơn giản giờ mấy bạn đi một cái con xe thực tế mà nói, có nhiều xe nhìn nó xấu nó cũng không có đáng đồng tiền, nhưng mà thực tế mấy bạn nghe cái giá tự động thấy nó đẹp mấy bạn, đúng không? Thế có nhiều con mẹ giống như G63, có mình theo mình thấy ví dụ giống như G63 mấy bạn nói trời, xe đó nhìn nó sang rạp ảnh đồ các thứ, nhưng mà khi mà nghe tới giá tiền mấy bạn mới nghe nó bảnh, chứ thực tế ví dụ mà cái giá nó khoảng tầm tỷ tỷ mốt thôi, mấy bạn thấy cái xe nó cũng bình thường. Đó là cái cách nghĩ riêng của mình, còn mỗi người nó có mỗi cách nghĩ khác nhau. Nếu mà mấy bạn sơn một cái mẫu tem giống như hình trên cái con GTS hoặc là cái con Vespa Print thì mình sẽ lấy cho một cái mẫu tem này đâu đó nó khoảng tầm là 12 triệu mấy bạn, 12 cho tới 14 triệu. Vậy là cái mẫu này nó là vừa bóng vừa nhám nha, chứ không phải là bóng hết. Nếu mà bóng hết thì nó sẽ rẻ hơn. Đây, tất cả những cái đường nét như chữ nghĩa, logo, leo vì đồ trên đây là tất cả đều là sơn Emerald và tả màu hết. Thì ở đây là giữa một cái mảng màu xanh, một cái mảng màu xanh lợt, nó là nền bóng. Còn cái mảng màu xanh đậm, nó là nền nhám anh em. Khi mà mấy anh em nền bóng nền nhám thì nó sẽ cực hơn một cái là khi mà mấy anh em chụp keo á, mấy bạn sẽ chụp luôn hết một xe xong xuôi hết thì mấy anh em mới là để cho keo một hai ngày sau nó cứng hẳn, mấy anh em mới xả ra quýnh bóng căng thì căng, xong rồi mấy anh em mới che cái phần bóng lại, mấy anh em mới phủ nhám nguyên một xe lại nữa. Cái phần nhám đây nó ăn liền từ trên thân xuống tới cái chỗ cái yếm lường, như là cái phần mà cái đen mờ đây là nhám ha. Thì giữa cái bóng với lại nhám mấy bạn rờ qua nó sẽ có một cái mí nhẹ, nó sẽ có một cái mí nhẹ, nhưng mà chắc cú nó sẽ không bằng cái mí đề can, nó sẽ mỏng hơn mí đề can anh em. Cái con này nếu mà tính ra là không có tính công làm nền ha, chỉ có tính cái thời gian mà mình thực hiện cái mẫu tem thôi, thì đâu đó nó cũng khoảng tầm 1-2 cỡ 7 ngày anh em, 7 ngày cho một cái mẫu CTS giống như vậy. Nội mà những cái chi tiết mà nhỏ nhỏ không mà mình lột không là gần cả ngày trời lột cái mẫu đó không, mà để mà sơn Emerald ở trên cái nền đó là cũng cả gần một ngày trời. Khi mà sơn lên xong ok hết, mình phải băng cái mí lại, mình phải tả màu rồi các thứ nữa. Nếu mà cái mẫu tem giống vậy thì mình sẽ lấy anh em đâu đó khoảng tầm là 12-13 triệu là xong thành phẩm hết, bảo hành cho anh em vẫn 3 năm, bông chóng hay xuống màu đó. Cái đó là phương châm của mình rồi. Và cái thứ hai mình đã làm cho chiếc CTS đó là cái gì, chói đèn trước với lại bốn cái xi nhan trước sau là mình sơn là màu khói nhẹ đấy xíu. Cái chó đèn pha là mình sơn là màu khói đen ha, bốn cái xi nhan là mình sơn là màu khói hơi ửng tím. Và xe này đã được lên sẵn cái bộ phuộc trước sau ưu liền. Nếu mà về cái phuộc trước sau ưu liền á, mấy bạn vô phuộc ưu liền nhúng nó im hơn nha mấy bạn, vô phuộc ưu liền nhúng nó im hơn phuộc zin rất là nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai nè, cái thứ hai là cái phuộc sau, là nếu mà mấy bạn gắn phuộc ưu liền cho thằng CTS nó hơi bị phí. Nếu mà mấy bạn mà thiên về cái công năng hiệu năng á, thì gắn ưu liền. Còn nếu mà không thiên về công năng hiệu năng, mấy bạn muốn
muốn cho nó đẹp á, thì khỏi cần gắn phụt sau, thì đơn giản mấy bạn có gắn cái phụt sau liền thì nó cũng nằm ở trong góc không ai thấy gì hết, đúng không, nó che hết không còn thấy được cái gì hết ha. À, hai cây hai bên là nguyên cái dàn lò xo rồi, nó nằm hết trong thân này, lòi được đúng hai cái chân phuộc mà nó cũng một bên thì bô che còn một bên thì cái bô e nó che là cũng thua luôn, cũng không thấy gì luôn. Ừ. Rồi và cái mà báo giá sau đây mà mấy anh em sẽ dễ chửi thề nè, rất là dễ chửi thề nè, là cái gì mấy anh em biết không? Cái yên mấy bạn, cái yên này được bọc bằng da. Nếu mà cái yên này mình báo giá mấy anh em có thể nào cũng chửi thề. Cái yên này mình quăng qua kia làm người ta lấy giá mình là khoảng tầm 9 triệu một cái yên này. Mai chỉ màu trắng là đi theo cái tông của cái LV luôn. Và cái da yên này là cái da yên thiệt nha anh em, da yên xịn. Nó đặc biệt hơn một cái là người ta có sử dụng một cái loại sáp khô chán hết những cái đường chỉ, là khi mà anh em rửa xe hay là cái gì á, trừ khi mấy anh em lấy cái yên mấy anh em quăng vô mấy anh em nhúng nước thôi lâu, chứ còn bình thường mấy anh em đi mưa đồ bình thường á, thì nó sẽ cũng không có thấm vô được. Cái đó là cái điều mà nó mắc hơn người ta, đó là như vậy. Nói chung là cái yên này thật sự mà nói mình quăng đi làm xong là mình rất là khó báo giá tiền cho khách, tại vì nó quá mắc mấy bạn. Nhiều khi là thực tế mà nói, hồi trước là mình chỉ có làm mấy cái yên giống như cà phê cho Renaity nè, mấy cái yên cà phê cho Trium thì khoảng tầm 3 triệu 4 triệu thôi. Nhưng mà cái yên do cái yên GDS này nè, nó bự quá, bự quá bự, nó phải gấp 2 gấp 3 lần những cái yên solo kia, nên là cái giá nó lên khoảng 8 triệu mấy 9 triệu bạc một cái yên. Mà bây giờ mình báo giá khách mà chưa tính tiền công cán mình đi lại nữa, mà báo giá khách không mình đã ngượng cái miệng rồi ha. Rồi sơ sơ cái con xe này không là tiền sơn vàng áo, sơn vàng chân thì đâu đó nó cũng khoảng tầm là, hồi nãy là mình chưa báo giá vàng chân nha anh em. Vàng chân đây, vàng chân thì theo cái form của nó là cái mâm là ở trong là nó là màu xanh, còn cái chỉ ở ngoài nó là màu trắng nha anh em. Ừ. Còn full vàng chân như là chống đứng, chống nghiêng, rồi cản là mình sơn tĩnh điện màu đen bóng, oppo tê thắng sơn tĩnh điện màu đen bóng, lốc nồi. Rồi chỉ có cái cặp mâm là mình sơn hấp, tại vì cái màu đó là không có sơn tĩnh điện, nên là với lại cái màu đó là nó có chạy chỉ trắng nữa, bắt buộc là mình phải sơn hấp. Full vàng chân vàng áo thì nó chạy ra đâu đó nó cũng khoảng tầm là 14 triệu, full hết quy một xe. Thì có nhiều bạn người ta sẽ không biết về cái giá trị của cái con xe, nên là mấy bạn cái giá trị nghệ thuật mà làm cho cái con xe này mấy bạn sẽ chê mắc chê rẻ. Nhưng mà đối với mình cứ báo giá trước, anh em được thì đến với nhau, còn không được thì chia tay, đừng có chửi bới rủa gì hết, mệt đúng không, nhức đầu nhức óc. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình qua bên anh Phong Hồ mình giao xe cho anh Sứ. Cảm ơn anh em đã click vô coi hết cái video của mình nha, tí nữa qua bển thể nào cũng có siêu xe. Này mới giao xe qua tới bên anh Phong Hồ cho ảnh, không biết ngày mai ngày mốt gì chở về chung với là cái xe nào nữa. Hôm qua mới định chạy qua đi nửa đường mưa nên là thua luôn.